Thì mọi người biết là phím tắt Ctrl+F là File đúng không? Trong những tập mà các bạn sẽ thấy qua cái series này thì mình đang đi tìm lại những khoảnh khắc để mình hoàn thiện nó tốt hơn, đặc biệt là muốn inspire, muốn tạo một cái nguồn cảm hứng cho những người ở xung quanh của mình. Hy vọng là sẽ cảm nhận được thông điệp tại đó mọi người.